<laughs> đây yeah, à, cả, thì đồng 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 đồng. 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 ui dây xoài các bạn này, xoài hôm nay ra quả này, quả bằng ngon tái cả đấy, cái này mà để khoảng tao hái ba tuần nữa là có xoài bao tử ăn này. cực kỳ ngon đấy các bạn, cái này là chậm ninh này, đằng coi là đấy. Ok, hello chào các bạn. Ok, hello chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel công nghiệp vlog cuộc sống châu Phi. Đấy thì hôm nay anh em mình cũng đi qua là tại nông trại bốn bản làng và đang hiện tại đang đến ở đây là chỗ là vườn xoài nha các bạn. Thì hôm nay sẽ quay trở lại đây để xem cái tình hình ở đấy như nào vì là cùng sắp tới là cùng chuẩn bị vào mùa mưa rồi để hỏi anh Manuel là kế hoạch sắp tới là như thế nào. Thì anh em mình cũng là dự tính là sẽ trong toàn bộ đầu đầu và Đấy ở phía dưới này các bạn Ở phía dưới toàn bộ là cái vân xoài này đây Đấy con xoài thì mua này là của anh em mình rồi Đấy cho nên anh em mình cũng đi vào để xem cái tình hình là có quả nó có sai như... như những cái nắm trước của bác chủ vân xoài hay không đấy các bạn Đấy vào đây thì hiện tại là quả còn quả đó rất là nhiều rồi Đấy giờ cũng là băng băng ngón tay cả đấy các bạn đấy rồi, cực kỳ đẹp luôn Hy vọng năm nay sẽ được cái cái mua xoài tại là tại mảnh đất này là anh em mình cũng sẽ là Uh, một ít anh em sẽ bán và một ít nữa ấy, thì anh em mình sẽ làm uh, nước xoài đây, bánh xoài các thứ để lên đến màng để xem như nào hoặc là mọi người có cái ý kiến gì thì cho anh em mình để sau đây là khi xoài lớn khoảng tầm tháng thăm một gì ấy tháng một tháng hai gì đấy là bắt đầu xoài chín rồi thì sẽ là có làm được nhiều cái thứ xoài để thử nghiệm xem sau này có xuất khẩu được hay không đấy bọn này quả hôm nay cũng tương đối đây còn quả rất sai ừ, vừa vừa ấy cũng cái này phải mưa xuống nó mới ra à, quả được nhiều hơn nữa các bạn ơi mele jail daklon FC do uh, do sibola ya eh, geng FC bola de menos sin falta ah FC ta me falta no sen FC do do o song do song da raiz não ustrei mesmo lata la, la, branca que aí repetimos mais aí ah? metemos senhora ah, a uh senhora -huh. para esse trebeço ah Tira dos, dos veces señor a vender, ¿eh? Tira más si puedo a vender, mejoramos mete, metemos a si no era. Justo aquí como anda falta epigena. Ah, vamos esperar más picar grande y podemos vender. Okay. ¿Hasta comprar ya cuando de a de bloqueo? compramos 1500 bien que en el bloqueo? ¿Su bloqueo Ainda não tenho dinheiro. Ah? Ainda não tenho dinheiro, então vamos esperar vender mais esse aí. Ei, mano, các em là hiện tại là mỗi em là đã mua khí bắn hành ở đây đây. Là các em đã tích ra tiền và đã mua được là mỗi em là 1.500 viên bà lâu là 1.500 viên gạch đây bạn. con xin vắng là chưa? Mình cũng hỏi là có xin vắng sát xẹp chưa? Nhưng các em bảo là chưa để chơi bán tiệp là chung là. Sau này thì mình anh em mình sẽ hỗ trợ các em bây giờ cũng biết là... Uh, gom góp các bạn bán hành đây là gom tiền lại đây là mua một số gạch đấy còn lại là sẽ mua giống trồng tiếp thì là đấy. anh em mình cũng rất là mừng vì các em là đã, đã, đã suy nghĩ được kia uh, có được cái suy nghĩ và đã mua gạch các thứ đấy các bạn và để mà xây nhà đấy cũng đi theo anh em mình cũng lâu năm rồi thì như mình đã nói đấy các bạn thì cái mảnh đất thông kia anh em mình mua cho hai em đấy đấy các bạn hai em này em Đan ní và em uh, em cảm man thì là cái mảnh đất đấy là cái mảnh đất đấy là thuộc dự án cho nên là người ta sẽ trả tiền lại mà những mà chưa trả thì hai mảnh đất đấy thì đấy cũng rẻ các bạn rẻ tiền thì đất ở mũi bên này đất để làm nhà ở thì nó cũng rẻ khoảng tầm năm đến bảy triệu việt nam đồng thôi đấy là đấy là đặt đấy đấy chứ còn bình thường ở đóng bản ở đóng bản mà đất như ở đóng bản chỗ này thì khoảng tầm ba bốn triệu một miếng còn sạt bắt đường để mà kinh doanh các thứ thì nó sẽ đắt hơn nhưng mà cái chỗ đấy là sẽ chỗ đấy là người ta trong cái quy hoạch dự án rồi sẽ không làm được nhà đấy cho nên là các em là di chuyển về nhà làm sạt làm nhà trong vườn bố mẹ gọi là trong đất của bố mẹ đấy thì tùy các em thì sau này thì cái số tiền đấy mà trả lại thì mình cũng để cho các em luôn và anh em mình cũng sẽ hỗ trợ các em ấy để mỗi em có một cái ngôi nhà đàng hoàng đấy cũng là đồng hành với anh em mình cũng rất là lâu năm rồi đấy và cũng đã rất là nhiệt tình làm việc học hỏi rất ấy cho nên là những cái thành quả của các em sẽ nhận được là hoàn toàn xứng đáng nha các bạn dạ em tôi là ok ta không đấy hiện tại là làm việc rất là tích cực rồi thu hoạch hành rồi thì sẽ đã trồng cà rốt đấy các bạn đấy mua giống là cà rốt để trồng nói chung là mỗi em có một cái ý thức thì anh em mình sẽ đỡ hơn và sẽ muốn đông hành và muốn giúp đỡ các em nhiều hơn đấy các bạn. Đấy, chỗ này là đặt ông này. À? À, xin đó. À. Đấy, toàn bộ chỗ này là hôm kia đồng hành các bạn, đồng hành gì vậy kia của mấy em ấy. Hôm nay đã, đã, đã thu hoạch là đã, đã trồng cà rốt hết rồi. Đấy. Bán xong lại tiền cũng phần phải trừ cái tiền đấy ở lại để mà mua giống trồng tiếp. Thì đất ở đấy thì cũng thoải mái các em muốn trồng tương nào thì các em ấy lại sức của các em đến đâu thì các em cứ trông đến đấy chứ mình không cầm không phải gì hết nhưng mà anh em mình sẽ hỗ trợ tốt nhất có thể sâm à, nhá yeah. hôm nay là có quả đây các bạn à, như quả này đi với đi còn pro blue đi nhớ rồi cả bơ quên á đi với đi còn pro đi rồi số rất pro còn xi măng đi đi lừa anh là em sẽ đi em gì đấy không nào lên xin đại diện family yeah. à đấy hành hiện tại anh em mình chủ đấy là thấy rất là nhiều hành các bạn đấy là anh em mình giáo qua cái trách nhiệm cho anh Manuel nhá, các bạn đấy anh ấy muốn đưa ai đến trong những người hàng xóm của anh ấy ở từ tại bản làng anh ấy đấy và anh em anh ấy đến trong đấy là chưa để cho đời cổ và thứ hai là các anh không có cái thu nhập anh em mình đi cũng không mất gì cả đấy cái có anh Manuel quản lý đấy cho anh em mình thì anh em mình cũng rất là ok và tin tưởng anh ấy vì là một người làm nông nghiệp rất là tốt xin <laughs> Chú mà nên ra một lần nó về đây Ấy ấy, à, thử qua xoay con này, hôm nay thử quả này Quên hôm nay con cục ở bên băng một cánh đi này Quả này lặn được các bạn này Xoay như xoay bao tử này là nó ok này Ngồi ngồi có mấy Cái xe này vì ghê Chốt ta Cái đấy mà có cái nước chậm khóc quẹt đi chậm ngón đấy này các bạn này Đấy con bẻ cái đấy chậm bột cánh hào hào ok cái, mua xoài sắp tới thì anh em mình sẽ là mua đầu tiên thì anh em sẽ bán một ít và sẽ sử dụng làm các cái nước ép hoa quả chia ra cho các người dân bản thưởng thức cái mua xoài đầu tiên đấy các bạn đấy còn đến những cái mua sau nữa thì sẽ tập trung bán ngủ rồi em chỉ nào Đấy là của anh em của anh Manuel và gia đình anh ấy nha các bạn. Đấy, cả hàng xóm nữa anh ấy chỉ chia cho đổi là người nào đến làm thì cứ làm đấy, làm làm sao cho đẹp và có thu hoạch là được thôi chứ đặt ở đấy thì còn thoải mái chỗ nào còn được cân được thì cứ, 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 làm việc thôi ngu ở bàn hành này úi trời ê tao muốn được chứ đấy ở đấy còn nước các bạn Nước cơ củ các bạn này anh nó phải tao phân quên cái này phải có tâm cỡ là phải uh, hái hai tháng nữa thằng rưỡi hai tháng nữa các bạn thì si mệt đấy à đôi mệt đấy mệt <laughs> hả u mệt u mệt đấy có có <laughs> các em đây thì cũng nhờ anh Manuel rất là nhiều vì thời gian các em cũng không có đâu đấy hôm nay là ở bên Đông Trà cho nên anh Thạch thì em muốn cái về là ở bên bản làng Mai La rồi còn ba anh em anh đi đây là đi qua muốn qua ghé thăm cái tình hình ở đấy như thế nào đấy muốn cùng thay đổi cái không khí video một tí đấy các bạn

anh em mình cũng muốn để cho các em ấy tự lực làm đấy tự lực là kiểm tra đồng tiền thì nó sẽ quý trọng hơn thế tất nhiên đứng đằng sau thì vẫn là anh em mình sẽ giúp vì các em phải làm việc với anh em mình rất là lâu rồi nhất là em cao năm em đã tầm ba năm rồi còn em em đang ý đây khoảng hai năm rưỡi em cũng về thì khoảng hai năm đấy cũng là những cái đối tác những cái cảnh tay đắc lực của anh em mình đấy để hỗ trợ người dân bản phát triển để những ngày hôm nay thì công của các em ấy cũng rất là lớn cho nên là anh em mình cũng đã suy nghĩ rồi thì khi các em mua có gạch từ bỏ tiền ra trong được hành bỏ tiền ra là mua gạch thì anh em mình sẽ hỗ hỗ trợ đấy mỗi em mỗi ít để làm cho mỗi em mỗi căn nhà gọi là vừa vừa các bạn để làm nhà lớn nhà ấy thì cũng chưa có điều kiện đâu nó cũng phải từ từ đó đấy SK đã ăn này cám hôm nay cũng vào này cám hôm nay cũng có quả cái này đấy vì ở đấy là cũng còn nửa tướng đổi nên nó cũng ok phải đấy Ôi trời hành Ô sao lại gì chuyên gia nông nghiệp manuel nó có khác các bạn và mình cũng xin nhắc lại like với mọi người luôn để cho mọi người xem video nó hiểu rõ nha các bạn đấy là khi mà cái vườn xoài nên anh em mình mua nhưng mà chỗ này là anh em mình cho anh manuel cuối cùng như là hàng xóm hoặc anh em của anh ấy đã đến đây trông trọt ấy chứ anh em mình không hề giúp đỡ đấy cho nên anh em mình chỉ đến quay lại là xem cái chỗ vườn xoài này là mọi người trồng trọt như nào cái này là mọi người từ bỏ vốn ra trồng là mọi người từ ăn chứ không anh em mình không hề giúp đỡ là cái gì đấy hết nha bạn vì là cho anh manuel trồng đây là để thứ nhất là đỡ cổ và thứ hai là để, để cho chăm sóc những cái vườn tránh vườn xoài này cho tốt đẹp hơn nữa chứ không anh em mình không hề giúp đỡ cái là một ít một tí phân một tí giống nào cả nha các bạn không hề không hề có đấy là từ mọi người trong theo hướng dẫn cái cách hướng dẫn của anh Manuel đấy, các bạn hành này ui giời không nói một vườn hành kính khủng khiếp đấy nhỉ vừa hành vừa cà rốt đấy các bạn đấy Úi giời, củ cũ này thì cũng tam tam vừa vừa đấy các bạn này đấy. mùa nắng mùa khô thì bây giờ là cái mùa này hiện tại anh em đứng đấy là nhiệt độ là khá nóng nắng và cực kỳ khô luôn mà có đi vườn hành này đấy trồng trọt đó rất ok bây giờ các em ấy thì cũng đi cùng được hưởng từ anh Manuel vì anh các em cũng không có thời gian đi vào đấy để mà là cánh tác hàng ngày được Vì cuối tuần thì ghẻ quá như vậy thôi đến đây này là cà rốt các bạn này đấy trồng như thế này thì nó đờ cỏ và đất, đất sẽ tốt hơn có chất dinh dưỡng hơn sau này khi mà anh em mình bây giờ anh em mình nó bần nhiều bản quả lên cho nên chứ, nó, chứ quy hoạch ở ở đấy chứ các bạn cho nên để anh Manuel làm ở đấy đã Manuel

Nós aqui estamos bem, meu chefe. Que se é. Alô, ok, Jacaguá Manuel. como é? Está Tudo bem? Eu estou bom, chefe. O sol é? A saúde estamos mais ou menos. Ok. É só o sol é que está aquecendo. É muito calor mesmo agora já. Não vale Nossa. a pena, não vale a pena. Eu cheguei aqui para a visita porque é muito tempo já. Está muito ocupado. Muito obrigado, meu chefe, muito obrigado. Até gostei para você chegada para ver conforme que estamos a trabalhar. Ah, eu, eu venho aqui ver, quero te falar contigo uma coisa também. porque okay, que tem bu chuva já quase chegar vamos plantar uh, tudo lá em cima vamos rodear isto sim tá bem meu chefe tá sí. tá trabalhando tá correndo bem tá correndo chefe tá correndo sim sim esse lado baixo do tá indo muito cebola aí ali tem muita cebola essa aí é -e dos vizinhos aí é -e? sim sí. então do teu aonde o do meu é aqui chefe ok sim sí. ok lên là nó thải trong trò các bạn bây giờ toàn một màu xanh một màu xanh của hy vọng đấy một màu xanh của tương lai nếu bạn nào cũng có một người như anh Manuel thì anh em mình sướng các bạn khỏe đấy hướng dẫn một lần cung cấp chẳng quá là họ chưa có cái ấy các bạn chưa có cái vốn thôi nhưng mà cùng kỹ thuật cũng có một số người cũng có đấy các bạn không phải là ấy đâu nó sẽ về esta parte aqui es meu huesta aquí Aqui cái vai Si xí esta cebola ahí là ở cima có sus filhos à, 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 A à, da casa à, 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 à,

à, những cái gì mà ở ngoài chờ người ta mua đấy các bạn đấy uh, toàn hành là hành các bạn hiệp thật quá xa buổi tu du tu du sẽ phải buổi xí ra tu du ra trên strum mẹ có à xí uh. sí, phân well. bò bỏ chất đén đấy các bạn này như thế này thì mới tốt được này có phân bò đây nước cháu có thể là phân lấn, phân đàm đây là kali cá lý cả thứ bỏ vào sáu cuối cùng bạn cả ta ra bao luôn muối tôi nhá

meter os fios já uh, 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 é os canteiros chuyên gia nông nghiệp này sí. không cần bay không cần hướng dẫn đâu này Gracias, nhổ hành rồi giờ đang làm lên luồng tiếp để trong cái lứa mới em xin được bôi tao bao lần tao mới cây mai ấy em xin được bôi bao nhiêu meter mai để nó vụ cibola cibola em ia senora à sí. ok à, trồng cà rốt đi bạn sau khi trồng hành xong nó sẽ trồng cà rốt ở chỗ này em à, sẽ khi sẽ phải đi plant đam một primeiro à em xin plant đam xong xong primeiro sim ok porra À ya chào, theo dare flore, guitar dari flori, tạm biệt cho anh ở đây, đi sang đây mà, dưới cái một cái thời tiết nặng gai gắt thiên tài những thời điểm bây giờ đấy các bạn, nhưng mà cái vườn hành của anh Mario nó là nhìn là mê luôn các bạn, mê man luôn, ok, ta buôn đi tôi nhé, giờ ta nhìn siêu cao cấp, wow, xin chào, à xin, đều nhá, ta muốn được ra đây xin, giờ tao grand, ok, còn đây hang này, xin. O lendo hơn é vídeo aqui? já né. é. é. sì, grande. Muito <laughs> <laughs> grande, moço. Quanto metro aqui? Um, assim deve ter. So uh, assim só tem um metro e pouco. Aqui. Uh, até Met aqui, de a partir daqui só tem um metro e pouco. Um metro uh. então, é Não, só tem umas 30 um mais trinta. metro. Dois. Trinta. centímetros. Agora, só Mô tay nè. Essi là la du bay sude ừ. du 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 vizinho. Si si. Essi aki e teu kung a kung familia. Eh, isu aki e meu kwa familia. Ah, si si. Ở phía dưới kia hai anh cà rột ở dưới kia là của hàng xóm của anh Manuel Còn từ cái dọc hôm nay anh, cái chỗ của anh ấy ở trong nó còn đi lên đến đây Là của anh ấy cũng như là gia đình và anh em Đấy, ui Còn đang nhìn này Hành của chuyến giá nó có khác này Đấy, hành của hàng xóm nó còn nâng bẻ hơn này à, Còn hành của anh Manuel này, cổ hôm nay to này Esse pode vender này, a, chuva Ok, tá mưa <laughs> xuống là thu hoạch các bạn không? Không, là, là, um, a, rồi, là, là ok luôn. Củ rất lớn luôn này. Điều này. Cực kỳ đẹp luôn. Mua khô mà chưa. có những cái vườn hành sánh bạt ngạt thế này là quá đẳng cấp đấy con, Um, đôi, 3, 4, cinco, seis. Seis, sí, sì, sí, sí. Ui, sei. Cú hôm nay trong đây có hóa cái bạn này, cái để để làm rộng được cái này. Ấy thì ở ở đây sao bà thì phải dây đùa từ Quay trở lại lâu lâu anh em mình cứ quay trở lại các bạn anh em mình không đứng đây đâu vì làm gì có thời gian mà ở đây đâu toàn ở bên bản lăng Maiala a về các thứ thôi wow. Ừ, cảm ơn em uh, shikaki mời về É. anda do meio, para ver. É. Agora está aí é do meio. Ah. Por exemplo, esta aqui. Okay. Esta aqui já é está fica... é. Já é. Tá grande assim. É. Porque esta aqui é a outra linha. outra linha. Olha como é que Sim. Olha como é que o loi é mais é. grande. Esta aqui está é. ficar Sim. Aqui hum. já ah. está ficar grande. O loiro ainda tem mais grande.

Não, mas assim, bom, vamos ser remendiários para nós então viver bem. Ah, sim. Então para viver bem e ajudar a família em casa? Sim. Estamos a viver em Sim, assim. trabalho bem para. tipo esse aqui está próximo de água. Sim, sim. Então você fica aqui e somos gerentes? Exato.

Eta fosete manda sarua mau ma ves. Para bo eu vota se semente de de fezao para do bolso blanta do do para mi. Do aka entra bala aqui. Sim, sim, sim. E entra bala e laço para mi. Tá bem, chefe. Do bolso aqui é entra bala isso. Tá bem, muito obrigado, chefe. Mình cũng nói quan điểm mình rõ ràng với anh Manuel luôn cả gì cũng là rất điểm ngay từ đầu vì là vườn xoài này là anh em mình mua. Cho nên là cái chỗ này đấy thì là mình để cho anh em anh em cùng là hàng xóm anh ấy anh cùng muốn đưa ai đến đấy trong trọt có phát tiền là được còn vân xoa thế kia là anh em mình nhờ anh ấy là đảm bảo giúp cho anh em mình là chăm sóc và sẽ là cây toàn bộ dưới này lại một lần nữa là sẽ tiến hành trong đầu giờ đấy đồng thì của mình mình sẽ mua giống đến và nhờ anh nhờ anh ấy là nhờ những cái người đã làm ở cái mảnh đất này là trong cho mình toàn bộ gì đấy quá một đá quay cái <laughs> sẽ mình muốn đấy gì o sol é tá o sol é tá seca então tá que seja muito anh nói này cù lôi mất đất cả đấy bạn đẹp thật đấy nha hoa của trồng này phải cả một hecta hành đấy cái tiếp mẹ cái đi đu 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 sỉ bò là sỉ à é xong đu cái lì điền đấy é sỉ é sỉ cái lì điền thì thì bà thì bà thì bà lan để khi tôi về mà bà lan đi ok sỉ đấy còn chỗ này là hôm kia vừa trồng đấy hôm kia anh em mình đến quậy cho mọi người xem đấy Ý, nếu là bắp bè này nhé Hoa, mùa khổ này mà này Các bạn nhìn thấy này Một màu xanh bạt ngạt luôn dưới, dưới bàn tay mà. dưới cái sự quản lý của anh Manuel nó sẽ khác biệt gấp vàn lần nhé các bạn thì hôm nữa thì anh em mình sẽ nhờ anh Manuel đi qua bản làng Mayala là để hỗ trợ cho người dân bên đấy một một hai hôm trước khi trong hành nhé các bạn không hề có một cây cổ nhé các bạn này nó <laughs> tính cà pin tudo arrancamos achamos mesmo com aquela chada pequena arrancar mesmo que vira arrancar sim senhora cola um sete tinh bỏ hai bên rồi Bình limbu ya, á Nào là bà bè này á Si nào là bà bè này Si là bà bè này á Hè bè này phí cả lim bùi này Si Ô su dù Nào hè bè này phí cả mẹ Đi một vòng dào, một vòng hành Người cái mùi hành đủ ngất ngấy luôn đấy các bạn Tiền ở đây chứ ở đâu nữa Đấy Thời cơ của anh Manuel khi anh em mình chưa làm việc Sau này Sau này khi anh em mình làm ổn định các cái bản lang vì hiện tại cũng nói với mọi người là cũng rất là nhiều cái bản làng cho nên là cũng chưa có thời gian được Mua khô mà có như này tí nữa mình sẽ phải bay phải lái cá một vòng lên cho mọi người xem đấy là mua khô đỉnh điểm của cái mua khô đấy các bạn nhưng mà ở tử tài đấy là có cái nguồn suối đến cho nước cũng đa dạng đấy các bạn nước cũng là tương đối là ok toàn hành là hành nhưng bạn chỗ này là chỗ này là ngang ngửa với cái chỗ bên bên đông trại của mình đấy sắp tới đông là hai bên là sẽ sẽ ngang ngửa nhau đấy Úi giời Thật tin tư trên xuống dưới đây. Đẹp thật đấy Ê xe cái tâm anh thanh ai quán ấy À đi tâm bè Ông đây kì nó chụp ăn ngoài Quả mong tròn Ok Sì Dưới này chuỗi, ấy Ê hồi ý thống rồi anh em sẽ chặt chuỗi bên đây sang bên chỗ Chỗ Chỗ, chỗ máy la trông thêm một ít nữa các bạn Ok, mũi ừ. tua ai quá? Hãy okay. đi ăn để muốn đa quay Các bạn được rồi, đào từng hồ hồ một này để mà dự trữ đấy các bạn

Tá vendo, né? Sim. Sí. Outro fica a ver melu. Exato. Ở é um... Fica a ver Vai, sumo aí. Đấy, súng ruột đỏ chói này <laughs> à giống như súng nếp ấy Ở Việt Nam mình giống như gọi là súng nếp đấy mà Cúi à Cúi à, cúi à sao Phán tông một có đâu để đi xa đi Sì Vâng không chưa? Chát Ngon các bạn, chát

todo mesmo assim, metemos então a barreira ah. de uma barragem para puxar umas três motobombas. Okay. É, as duas motombomba puxam naquele lado. Ah. Essas duas puxam neste lado. Okay. Sim. Não está tá, tapado tá, tá, aqui já? É, é aqui mesmo, é por isso que tapamos aqui, metemos então esta barreira. E a comunidade deixa com os vizinhos é para nós podermos ter esta água. Okay. Sí. Đấy, bạn, hôm nay trở lại thì anh Manuel đã đập cái này, đập cái chỗ này để lấy nước bơ tưới. Chứ bây giờ nước cực kỳ càn luôn các khô luôn. nó này, như mọi người nhìn ở phía dưới này, này. đập bờ cá bên này luôn. Đấy cho mới còn được để mà tưới. Chứ mà nếu không đập như này cái chỗ này sẽ không còn nước để mà tưới lên nó còn vì bây giờ là tấm điểm của cái mùa khô rồi. Anh em mình đứng đây là khoảng tầm 2 giờ chiều là cực kỳ nặng gai gắt nha các bạn, đấy nặng cực kỳ luôn. Cho nên là nước bây giờ phải đập như này thì mới đủ tưới được chứ không đập như này là sẽ không có đủ để tưới cái toàn bộ chỗ hành ở trên đây đâu các bạn. chứ đừng nói để mà trồng cái gì nữa. Cái cô có Hay là nước chảy từ trong uh, nước chảy từ trong uh, trong đất ra còn trong mạch ra chứ được bây giờ ở dưới suối thì không có mưa không không thể có nước đâu bạn Đấy. À này sí, sí. Đấy, Các bạn này nước chảy từ trong mạch à, trong mạch đất ra các bạn này được Nước chảy từ trong mạch đất ra còn trên chứ nước ở suối thì bây giờ không có đâu nước suối mà để mà nói nước chảy tới đến suối xuống thì không thể có được vì mùa mưa không có mà đấy và cho nên là phải đắp lại cái này để nước chảy hôm nay tích ra đây mà để bơm lên đến kia chứ với cái số lượng hành lớn như thế đến kia mà chơi được cái nước suối thì sẽ không đủ và sẽ hành sẽ chết thế đó các bạn bốn ba bốn sí, sí. có anh Manuel ở đấy như này là anh em cũng rất là yên tâm rồi quay lại mà thấy mọi thứ không để là những cái chỗ đất đẹp và để để tạo luôn hoàn toàn bộ như mọi người nhìn thấy sánh ngắt hết luôn rất là yên tâm khi giao cho anh Manuel ở đây quản lý và uh, trồng trọt ở đây, trồng trọt thì anh ấy là lời nhuận bao nhiêu thì anh ấy sẽ sẽ lấy về, còn là chủ yếu là chăm sóc cho mình cái vườn xoài này thôi, chứ mình không lấy gì mà mình cũng không giúp đỡ cái gì ở đấy nhé các bạn. một cái vườn hành xanh ngắt đẹp đẽ, nhìn đến đến đấy là nhìn là thích đấy các bạn chứ nói là hãy đâu, khi giao trách nhiệm cho đủ người mà anh ấy cũng có trách nhiệm làm việc chứ không phải là Ờ, giáo đẩy đây bỏ bế thế nào các bạn chút ngay là ở đây chạy đi chạy lại xí kê tran đây gì nữa thế tôi sẽ đi nơi đó ok xí tạ bộ như này thì đàn ý về các thứ là cũng được hưởng lợi rất là nhiều đấy các bạn đấy đàn ý về là muốn gây về wow xoài hoa này quả này mà cái <laughs> này sẽ bué nha cái mà mưa xuống thì quả nhánh phát triển hơn các bạn này, cái cây đoàn này mà không không có lá mà không phải các bạn ơi. cái sao đen đùa bao ấy là anh để để ra. Anh này cũng chặt, chặt hết cho lên mầm thấy những cái cái da đấy thì ra cái cái mới các bạn đấy. Quả tuyệt vời luôn nhỉ. rồi Ok. Então tem que limpar tudo já. É, temos que limpar é, porque agora aqui já a parte que pertence ao nosso chefe está ah. esperando a chuva. Sim. Sim. Então assim já a chuva quando chegarem bem próximo. É, nós vamos já então preparar a terra. Sim, e sim. quando temos chuva para que esse vira tudo já. Sim, sim. sim. Vira lá em cima. Ou tá porque essa água lá em cima não vai conseguir aqui para... Te, 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 te regalar. Sim, sí, não vai então, chegar. Então, se laço planta, detemos chuva. Tá bem, tá bem, chefe. Então, você fica ajudando, acompanhando para ele vai fazer bem aqui. Tá bem, chefe. Depois chef. eu vou trazer semente de feijão. De feijão? Sim. Agora vamos trabalhar já, com força, meu chefe. Você sempre trabalha aqui. Tá bem, Eu tá vou bem. trabalhar lá em cima. Tá bem, chefe. Aqui tá bem. eu não vou ajudar nada. Eu só vou trazer coisa do vosso de semente. De, de tá bem, muito para obrigado. Para cultivar sí. Eu sí, não, sí. não vai nós vamos preparar mesmo toda essa fazenda das pulandas, onde que tem muitas pulandas aí. Yeah. Sim. O que tem, eu tenho muito barulho de, de, de muito bairro. Tá bem, tá bem, não vai conseguir para tipo, andar muito bem aqui. Tá bem, tá Eu bem. só chegar aqui um bocado mais velho, o vosso trabalho bem, então boa sorte tipo, trabalho -muito bem. Obrigado, né? não, muito obrigado, não chefe. Muito obrigado. Nós então esperamos para esta vez esperar da chuva. É. Basta bater, o chefe nos trazer, então uma semente do feijão. Nós vamos semear já. Ah, tá bom? Aqui, tá bom. Ainda, neste preciso momento Agora ainda estamos nas baixas. Sim. Onde que tem então água? Aqui, que a água não Sim. chega. Depois, Rico, o refleto, <laughs> né? Rico, não. <laughs> vamos criar um bocado de barriga. Depois tem que foce então sempre ajudar aqui ajuda também do Dani também do Dani. aprende desde também sim sí, sim sí, sí. para depois ele vamos também sair outro bairro ele também ajudar outro bom também já também tá nós vamos ajudar Tem mesmo também. o Dani é. vamos ali ajudar muito mesmo. Sim. não ajuda que o rio maneira já fez. sim em mundo e é. já consegui comprar o bloco já consegui comprar o bloco Veja. agora só falta o cimento porque tu maneira sempre para nos ajudar

nhiều à, hy vọng là sẽ đến với những cái gì hiện tại các em đang làm thì anh em mình rất là kỳ vọng để cái tương lai sau này để các em phát triển hơn nữa à, sẽ là một cái cái gì đấy là thể trọt rồi có tiền kinh doanh cả thứ ngoài đi làm việc thì sẽ có góp vốn vào những cái nơi khác để kinh doanh lấy lời từ đấy các bạn hay sau này thì anh em mình sẽ hướng dẫn cho các em sẽ không để các em thiệt thôi đó các bạn đấy nói chung là cái gì cũng phải từ từ thôi dạ xin bốn tra ba lưu bốn thì ok các bạn thì ngày hôm nay anh em quay lại <laughs> ở chỗ là vân xoay thì tình anh phát triển ở đây là cũng rất là ok toàn bộ những cái mặt hàng nông sản của anh Manuel là trồng tại đây là của anh ấy và gia đình anh ấy cũng như là hàng xóm của anh ấy đưa đến đây làm việc và thành quả bao nhiêu thì mọi người từ thu hoạch cho anh em mình không hề giúp đỡ một cái gì ở đấy nha các bạn chỉ cho mượn đất để trồng và anh ấy là giúp đỡ mình lại là trồng cõi vườn xoài và chăm sóc cái vườn xoài này cho mình thì uh, video của mình hôm nay cũng xin phép kết thúc tại đây các bạn thấy video này hay và ý nghĩa thì hãy cho anh em mình một like chia sẻ video và đăng ký kênh công nhập vào cuộc sống châu phi để ủng hộ anh em chúng tôi có thêm động lực giúp đỡ những người dân nghèo khổ và làm miền núi châu phi nha các bạn